Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh cũng vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyết Sương, 32 tuổi, ngụ khóm 1, phường 5, thành phố Trà Vinh, căn tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 8 năm 2018, sau khi xây dựng nhà xong, bị can Sương mất cân đối tài chính, không còn khả năng thanh toán khoản nợ hơn 2,2 tỷ đồng. Để có tiền trả lại số nợ nói trên và tiêu xài cá nhân, bị can Sương đưa ra thông tin gian dối, kêu người thân hỏi vay tiền của nhiều người, đưa cho bị can cho người khác vay đáo hạn ngân hàng. Sau đó sẽ trả lại và cho hưởng tiền lãi chênh lệch. Từ đó nhiều người dân ở xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh tin tưởng cho vay tiền. Từ ngày 16 tháng 8 năm 2020 đến ngày 23 tháng 6 năm 2021, bị can Sương đã vay tổng số tiền 1 tỷ 470 triệu đồng, sau đó trả lãi gần 310 triệu đồng. Bị can Sương có hành vi chiếm đoạt số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã tiến hành điều tra, xác minh và xác định bị can Sương có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình làm việc với cơ quan công an, bị can Sương đã thừa nhận hành vi phạm tội.